Chị hãy nói cho tôi 5 cái lý do mua hàng. Tức là khách hàng trả tiền cho nhà hàng của mình. Cái đồng chí ấy quản lý liệt kê 1, 2, 3, 4, 5. Rồi một loạt các lý do. Và hồi đó đấy là mình đã có trải nghiệm đấy rồi. Bạn Yến có trải nghiệm rồi. Và bạn một bạn đã tên là Thương cũng trải nghiệm đấy rồi. Và chị biết điều gì diễn ra không ạ? Không có lý do nào để mình trả tiền cả. Cái doanh số của nhà hàng đấy lẩu. Đây là gì ạ? Cột này là cột doanh thu. Đây là thời gian này. Doanh số đâm như này. Lúc chị đi học là doanh số như này. Là một người quản lý nhà hàng, là một cái người gì ạ? Chủ nhà hàng còn không biết lý do tại sao khách hàng trả tiền cho mình. Đây là một trong những cái mà vấn đề của rất nhiều doanh nghiệp. Không biết tại sao khách hàng trả tiền cho mình. Đấy. Đây là một cái mà chúng nhìn thấy có nhiều không ạ? Lên đối với mình ấy, cái đội team, đội marketing và gì ạ? Và sale mình luôn phải tập trung vào lý do mua hàng khách hàng. Lý do tại sao khách hàng trả tiền cho mình. Còn không thì gì ạ? Chúng ta sẽ lãng phí rất nhiều tiền bạc. Có hai nhóm người viết thành công nhất. Thứ nhất là kẻ ngốc, và thứ hai là kẻ điên. Kẻ ngốc sẽ luôn chậm, sẽ luôn tin tưởng, và kẻ điên sẽ luôn chậm, luôn hành động. Cái cộng đồng mình làm quan trọng là ta biết vào ai, đúng không? Và ta biết vào người nhiều tiền hay ta biết vào người ít tiền, và cái đấy là cái việc mà thiết lập mục tiêu kế hoạch trong cuộc sống chúng ta cần phải làm. Nền tảng về mạng xã hội nó đang thay đổi và nó chuyển từ các gọi là gì, các nền tảng từ Facebook này sang TikTok, đúng không? Thì rõ ràng bản thân những người xây dựng thương hiệu ấy cũng phải thay đổi. Hai ngày hôm nay là hai ngày mà trải nghiệm rất là đáng quý đối với những người là freelancer hay là những người là chủ doanh nghiệp.